Sau một ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1994, 23 năm tù về các tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thành Tú sinh năm 1987, 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Minh Hùng sinh năm 1993, 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; và Võ Văn Quý sinh năm 1999, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo cùng trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn. Theo cáo trạng, chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, qua tin tố giác của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra nhà của Hùng tại khóm 5 thị trấn Tri Tôn, phát hiện bắt quả tang Hùng cùng Đệ và Quý đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên 2,25 gram ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Đệ, lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn 80,7 gram ma túy đá. Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, Đệ nhiều lần mua ma túy đá ở thành phố Châu Đốc đem về sử dụng và bán lại cho những người nghiện khác. Ngoài việc trực tiếp đi nhận ma túy, Đệ còn kêu Tú đi nhận và giao ma túy rồi cho tiền tiêu xài và ma túy sử dụng. Ngày 29 tháng 1, Đệ mua 100 gram ma túy đá mang về nhà phân ra thành các bọc ni lông nhỏ cất giữ trong phòng ngủ. Hôm sau, Đệ lấy một bọc ma túy đem đến nhà Hùng đưa cho Quý giữ để tổ chức sử dụng. Số ma túy còn lại Quý đem về nhà cất giữ. Đến ngày 31 tháng 1, Hùng đưa bình hút để Đệ, Quý và Hùng cùng sử dụng ma túy thì lực lượng công an đến kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, Đệ, Tú, Hùng và Quý bị khởi tố tạm giam để điều tra.